cỏ mất trí nhớ. Viên uống Omega 369 Royal cho trái tim bền bỉ, do mắt sáng tinh anh. Royal nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sun Pharma. Muộn rồi, hàng thì nặng, giờ mà đi tiếp thì lại tối quá, chi bằng vào quán trọ này ở một đêm. Ôi, quý khách đây rồi, mời ông vào đây ạ. À, ông muốn thuê phòng nhỏ hay to, và muốn ở mấy đêm ạ? Tôi chỉ ở có một đêm thôi, cho tôi cái phòng nhỏ, ngày mai tôi lại lên đường đi tiếp. Có ngay. Tôi có con lạc đà chở hàng ngoài kia, phiền bà nhờ người buộc nó vào đâu hộ tôi với. À, cho nó ăn giúp tôi nha, có gì tôi sẽ trả tiền phần nó nữa. Ây da, chuyện đó khó gì, tôi sẽ chăm sóc nó chu đáo, ông cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Tôi đói bụng quá rồi, bà cho tôi đặt bữa cơm tối nhé. Được, ông thích ăn món gì cứ để tôi làm cho. Ông đợi một chút, sẽ có cơm ngon canh ngọt. Chẳng hiểu trong tay nải của gã lái buôn đó chứa những thứ gì nhỉ, cởi mà rơi cả vào tay mình. Mày ở yên đây nghe chưa? Mấy cái túi này có vẻ nặng nhỉ? Thôi thì dỡ xuống cho mày. Hả? Toàn là tơ tầm lỗi một, của quý hiếm, lâu lắm rồi mình mới thấy được tận mắt. Này này, con ngồi chỉnh in ra đấy làm gì? Ôi mình ơi, mình nhìn xem, chủ con lạc đà này là một kẻ giàu có lắm đấy. Bảo sao ông ta đeo tay nải to thế, cứ ôm khư khư bên mình, chắc chắn là toàn tiền vàng thôi. Thế thì chúng ta phải lấy tiền trọ và tiền cơm cắt cổ vào. Giờ dạ, đầu óc ông cũng chỉ nghĩ được có thế thôi à? Thế ý bà là sao? Có cách gì để tay nải thuộc về chúng ta không? Ý bà là cướp của à? Tôi không muốn bị quan bắt đi đâu. Không phải là cướp, phải tìm cách cho nó thuộc về chúng ta một cách đường hoàng. Thế thì phải cho anh ta quên đi cái tay nải ấy. Quên đi? Ông nói gì mà vô lý thế? Không nhẽ cho ông ta uống thuốc lú à? Có thể lắm chứ. Ý ông là... Đây rồi, đi tìm mãi ở bìa rừng phía tây mới được đấy. Có thật là cỏ túy tâm này sẽ khiến người ta quên đi không đấy? Thật chứ sao không? Tôi nghe thầy phù thủy giỏi nhất vùng này truyền lại bí kíp về loại cỏ này đấy. Ai uống thứ nước đó cũng quên hết mọi thứ, khi anh ta ra khỏi quán sẽ quên mang theo chiếc tai nải cho mà xem. Thật là đơn giản, trước tiên hãy băm nhuyễn cỏ túy tâm ra, sau đó chắc lấy nước và nấu lên cho thật sôi. Rõ là lá màu xanh mà rót vào đây lại không màu, không mùi, không vị. Đúng là thứ cỏ phép màu mà. Đây rồi, cơm chiều nóng hổi vừa thổi vừa ăn đi. Ôi, thơm quá là thơm. Tay nghề nấu ăn của chị đúng là không phải dạng vừa đâu nhỉ. Quán tôi đặc biệt tặng anh cốc rượu này. Rượu này chồng tôi đã ngâm 10 năm rồi đấy. Phải là khách quý lắm chúng tôi mới dám mang ra. Ây chà, để tôi thử xem nào. À, ngon tuyệt hảo. Sao mình cứ quay ngang quay ngửa thế? Ngủ đi. Ngủ làm sao được? Ông không thấy hồi hộp à? Hồi hộp cái gì? Thì ngày mai chúng ta lấy được đống tiền ấy của gã kia, phải tiêu vào cái gì cho xứng nhỉ? Mua cái nhà to hơn, mua thêm một đàn cừu, hay may thêm nhiều quần áo đẹp và thuê thêm người hầu nhỉ? Nhiều nguyện vọng quá, tôi chưa nghĩ ra.
Thôi thôi, mau ngủ đi. Thế nào cái tai nạn ấy sáng mai cũng thuộc về bà. Cứ yên chí. Này, quá trưa rồi đấy. Dậy, dậy mau. Chắc giờ giả lái buôn kia để quên tiền rồi. Hả? Ông ta đâu mất rồi? Tay nãy cũng không có nữa. Ông chỉ phét lát đánh lừa tôi. Ông trời đánh thánh vật ơi, cỏ túy tâm của ông có tác dụng gì thế này? Chiếc tay nải chẳng thấy đâu, mà người lái buôn cũng đi mất rồi. Thế à? Chiếc tay nải đã mang đi thì hẳn phải có thứ gì khác để lại chứ. Cỏ túy tâm nhất định phải có tác dụng. Ông thầy phù thủy đã nói với tôi chắc như đinh đóng cột mà. Trời ơi, tôi nói cho ông biết, hắn ta chẳng quên gì hết. Không thể có chuyện đó. Đã ăn phải canh túy tâm thì phải quên. Ừ, có khi thế thật. Ông ta đúng là đã quên rồi. Bà xem, tôi nói có đúng không nào? Anh ta quên gì vậy? Ôi giời ơi giời. Anh ta quên trả tiền bữa cơm chiều qua và tiền trọ qua đêm. Sau khi ăn canh túy tâm của ông, anh ta đã quên mất việc đó rồi đấy. Giờ thì ông sướng chưa? Không hiểu vì sao cỏ túy tâm đã thật sự có tác dụng với việc quên trả tiền của người lái buôn, hay chính vợ chồng tham lam kia đã mắc lừa lại anh ta. Người đời bảo càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều là vì vậy. Viên uống Omega 369 Royal cho trái tim bền bỉ, do mắt sáng tinh anh. Royal nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phật Ma. Phương thuốc diệu kỳ đến từ sự đản trí. Bác Frank, sao rồi Peter? Mình nhận được cuộc gọi của cậu mà lo quá. Khi mình tới, bác Frank đã nằm sốt mê man rồi. Chúng ta phải đưa bác ấy vào viện ngay lập tức. Nếu chần chừ thêm phút nào, bác ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng mất. Cậu yên tâm, anh mình là bác sĩ ở bệnh viện trên thị trấn. Mình sẽ nhờ anh ấy chữa cho bác Frank. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Phần bàn tay đã bị hoại tử nặng, buộc phải cắt bỏ ngay. Nếu không cắt bỏ, hoại tử có thể lây lan rất nhanh ra các mô khác trên cơ thể. Lúc ấy tình trạng sẽ bất khả thi hơn. Vậy thì bác ấy sẽ trở nên tàn tật với một bàn tay bị cắt bỏ. Không có cách nào khác ngoài việc cắt bỏ bàn tay sao anh? Đối với một người nông dân như bác ấy, mất một bàn tay sẽ khiến cho công việc hàng ngày gặp khó khăn hơn rất nhiều. Đây là cách duy nhất vào thời điểm này. Các bệnh do nhiễm khuẩn thường gây ra hậu quả vô cùng khắc nghiệt, thậm chí là tử vong. Vậy nhưng, chưa có loại thuốc nào chữa bệnh một cách triệt để, nên đây là cách duy nhất để cứu tính mạng bệnh nhân. Tội nghiệp bác Frank quá. Chỉ vì không có thuốc chữa nhiễm khuẩn thôi mà phải cắt bỏ cả bàn tay như vậy. Xem ra tình trạng nhiễm khuẩn không thể xem thường. Em đã có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa? Anh có quen với giám đốc một bệnh viện tư ở ngoại ô thành phố. Nếu em cần, anh có thể xin cho em đúng với chuyên ngành mà em theo học. Bệnh viện đó rất có tiếng trong ngành. Cơ sở trang thiết bị được đầu tư hiện đại, nên thu hút nhiều bác sĩ giỏi xin về đó làm việc. Nếu em được làm việc trong môi trường tốt như vậy, tay nghề tự khắc sẽ được nâng cao. Cảm ơn anh đã cố ý giúp đỡ em, nhưng em xin phép được từ chối, bởi em đã lựa chọn một hướng đi khác cho tương lai sau này. Gần đây em đang tham gia vào nhóm nghiên cứu vaccine của giáo sư Amrod Wright. Em dự định sẽ dành nhiều thời gian cho công việc nghiên cứu về điều chế thuốc này. Trời ơi, sao bỗng dưng em lại đâm đầu vào mấy cái thí nghiệm làm gì? Em theo học ngành bác sĩ phẫu thuật cơ mà, Alexander. Chỗ của em
không phải trong phòng thí nghiệm, mà là trên bàn mổ. Đừng vì một phút quyết định sai lầm mà để uổng phí bao năm học hành vất vả. Thực sự, ca bệnh của bác Ranh dạo trước vẫn ám ảnh trong trí óc em. Bản thân em, trong thời gian thực tập được chứng kiến rất nhiều ca bệnh nhiễm khuẩn, vậy mà từ trước đến nay vẫn không có một loại thuốc nào chữa được. Chính điều này đã thôi thúc em nghiên cứu một loại thuốc có thể tiêu diệt được các vi khuẩn gây bệnh. Em định phung phí cả đời trong phòng thí nghiệm ư? Hãy nghĩ lại đi Alexander. Thay vào đó, em là một sinh viên giỏi với sự nghiệp rộng mở. Em sẽ kiếm được rất nhiều tiền và hưởng thụ những nơi sang trọng. Điều đó chẳng phải tuyệt hơn mấy con vi khuẩn kia hay sao? Là bác sĩ, em không thể chỉ nghĩ lợi ích riêng cho mình được. Em đã quyết định đi theo con đường nghiên cứu, mong anh hiểu cho em. Vào năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra. Alexander Fleming tạm gác lại việc nghiên cứu, phục vụ cho quân y viện ngoài chiến trường. Hôm nay anh thấy trong người sao rồi? Còn chóng váng không? Sao bác sĩ không để tôi chết đi? Giờ tay tôi bị cắt cụt cả rồi. Tôi sống không bằng chết. Lúc được đưa về đây, anh bị nhiễm trùng rất nặng. Không còn cách nào khác để cứu anh ngoài việc các phần tay đã bị hoại tử. Còn sức khỏe, anh có thể gây dựng mọi thứ. Hãy lạc quan lên nào. Sao tôi có thể lạc quan được cơ chứ? Với cánh tay cụt này, tôi sẽ tiếp tục sống phần đời còn lại như thế nào đây? Tôi đã thành một người tàn phế thật rồi. Anh thử nhìn ngoài kia mà xem. Bao người mất đi tay chân vẫn có thể sống cuộc sống hạnh phúc và làm việc còn giỏi hơn những người lành lặn. Đừng quá bi quan về cuộc sống như vậy. Nicholas! Nicholas! Anh hãy bình tĩnh lại. Hãy để Nicholas được yên nghỉ. Nicholas chết rồi ư? Sao có thể cơ chứ? Anh ấy là người khỏe mạnh nhất trong đơn vị chúng tôi. Vậy mà giờ anh ấy lại thành ra như vậy. Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy thưa bác sĩ? Nhiễm trùng máu đã khiến các cơ quan trong cơ thể Nicholas bị tổn thương nặng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng anh ấy đã không qua khỏi. Với trường hợp của anh, nhiễm trùng vẫn chưa lan rộng, nên chúng tôi còn có thể cứu chữa được. Nhưng Nicholas thì lại không được may mắn như vậy. Tại sao lại có căn bệnh quái ác như vậy chứ? Bom đạn ngoài chiến trường không chết nổi chúng tôi, vậy mà mấy con di trùng chết tiệt kia lại khiến tôi cụt tay, còn đồng đội tôi thì mất mạng. Chúng âm thầm giết chúng tôi trong đau đớn. Ôi trời ơi! Xin anh đừng quá xúc động, kẻo ảnh hưởng đến việc điều trị. Bây giờ điều cần nhất là anh phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho cơ thể mau khỏe lại, như vậy vết thương mới mau chóng hồi phục. Mình phải nhanh chóng tìm ra phương thuốc chữa các bệnh nhiễm khuẩn. Không thể để những người lính phải hy sinh trên giường bệnh như vậy được. Nhiều năm sau, giáo sư Fleming, giờ cũng đã muộn rồi. Giáo sư đừng nên thức khuya quá, mà hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Ồ, đã muộn vậy rồi cơ à? Tôi mãi làm quá nên không để ý giờ giấc. Cô đã ăn gì chưa Anna? Giờ này chỉ còn mỗi ngày là chưa ăn tối thôi, thưa giáo sư. Ngài cần phải chú ý đến giờ giấc sinh hoạt. Đừng làm việc quá độ, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Ồ, giáo sư, ngài đến đúng lúc quá. Tôi vừa định lấy chiếc đĩa vi khuẩn này để nghiên cứu, thì thấy nó đã bị hỏng. Để tôi xem nào. Ồ, đúng là móc hết cả rồi. Nhưng khoan đã, thật lạ lùng. Có chuyện gì vậy, thưa giáo sư? Không hề có dấu vết của vi khuẩn trong chiếc đĩa này. Có khả năng chính loại nấm này đã diệt hết các khuẩn cầu chùm. Ta phải thử nghiệm thêm nhiều lần để kiểm chứng điều này. Thật tuyệt vời, đây sẽ là phát hiện gây chấn động giới khoa học, thưa giáo sư. Cuối cùng, chúng ta cũng tìm ra phương thức để trị các bệnh nhiễm khuẩn. Sau bao năm ròng rã nghiên cứu, cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng thắp lên hy vọng cho việc điều trị các bệnh nhiễm khuẩn trong tương lai. Ông đã đọc phát hiện loại nấm mới được công bố của Alexander Fleming chưa?
Tôi đã đọc qua rồi. Một loại nấm tên penicillin có khả năng tiêu diệt các loại cầu khuẩn. Mới nghe tiêu đề đã cảm thấy quá sức nực cười rồi. Nấm mốc làm sao có thể chữa được bệnh cơ chứ? Chỉ có rước thêm bệnh tật vào người mà thôi. Vậy mà cũng gọi là công trình nghiên cứu khoa học. Chúng ta phải phản đối đến cùng. Không thể để tên lằn bầm đó muốn làm gì thì làm được. Họ nói vậy mà giáo sư để yên sao? Những con người đó quá bảo thủ, nhất định không chịu thừa nhận phát hiện mới của giáo sư. Lại còn nói giáo sư là lang băm nữa chứ. Thật không thể chấp nhận nổi chuyện này. Nghiên cứu về penicillin chỉ mới bắt đầu, không tránh khỏi việc dư luận đàm tiếu. Rồi sẽ có ngày tôi chứng minh cho họ thấy sự kỳ diệu của penicillin. Nó sẽ là một bước tiến mới của nền y học hiện đại. Ca vi màng não này hiện rất nguy kịch. Bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Nếu chúng ta không đưa ra phương án điều trị nhanh chóng, bệnh nhân có thể gặp các biến chứng nguy hiểm dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào. Thật kinh khủng. Chỉ do một vết xước nhỏ trên da mà bệnh nhân không may bị nhiễm khuẩn, để rồi phải chịu bệnh tật dày dò đến nhường này. Thưa giáo sư, chúng ta có thể cho bệnh nhân thử dùng penicillin xem sao. Đó là cách duy nhất có thể cứu sống bệnh nhân ở thời điểm hiện tại. Tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Tuy thử nghiệm trên động vật penicillin cho kết quả khả quan, nhưng thử nghiệm trên người thì lại vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào. Thưa giáo sư, vẫn biết là thế, nhưng nếu trước sau gì bệnh nhân cũng phải bỏ mạng vì không có thuốc chữa, vậy thì tại sao chúng ta không cho bệnh nhân một cơ hội sống với penicillin chứ? Anna nói đúng. Giờ không còn lựa chọn nào nữa. Tính mạng của bệnh nhân đang phụ thuộc vào quyết định của mình. Hy vọng rằng penicillin sẽ mang đến phép màu, giúp bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hai tử thần. Ngài điên thật rồi, giáo sư Alexander. Ngài đang lấy chính tính mạng con người ra để thử nghiệm. Ngài đã giáng họa cho cái bệnh viện này rồi. Tự ý chữa cho bệnh nhân bằng loại thuốc chưa được thử nghiệm trên diện rộng. Tôi thật không hiểu nổi ngài nữa. Penicillin tuy chưa thử nghiệm rộng rãi, nhưng đã chứng minh được kết quả khả quan trong việc chữa trị các bệnh nhiễm khuẩn khi thử nghiệm trên động vật. Tôi không hiểu sao cho đến giờ này ông vẫn gây thơ tin rằng loại nấm đó có thể chữa được bệnh. Dựa vào sự đản trí có phần may mắn của ngài sao? Lần này thì ông đã sai rồi, Alexander ạ. Chưa kể tới việc ông mới thử nghiệm trên động vật mà dám tiêm cho người bệnh. Việc ông đã làm quả thật vô cùng tắc trách. Vậy mà ông vẫn còn cãi lý được sao? Về việc tiêm thuốc chưa được thử nghiệm trên diện rộng cho bệnh nhân, đúng là tôi có lỗi. Vậy nhưng với bệnh nhân này, ông ấy đã không còn khả năng cứu chữa, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi muốn đánh cược với số phận một lần, mang lại niềm hy vọng sống cho ông ấy, dù là nhỏ nhoi nhất. Ai dám đảm bảo với ông rằng với con người, penicillin cũng sẽ có kết quả tốt được như lúc thử nghiệm trên động vật chứ? Đúng thế, cánh nhà báo đang trực chờ ngoài kia để xâu xé thông tin béo bở này. Một giáo sư tự ý tiêm thuốc chưa được kiểm chứng cho bệnh nhân. Ông nên chuẩn bị trước tinh thần để đối phó với truyền thông và dư luận đi. Giáo sư, bệnh nhân bị viêm màng não đã có dấu hiệu hồi phục. Cô nói sao? Thật vậy ư? Đúng vậy thưa giáo sư, penicillin đã mang lại sự sống cho bệnh nhân. Đúng là một phép màu giữa đời thực. Thưa quý vị khán giả, bệnh nhân viêm màng não sau khi được tiêm penicillin chiết xuất đã khỏi bệnh hoàn toàn. Đây có thể nói là một cú nổ lớn cho ngành y học hiện đại. Rồi đây, các bệnh nhiễm khuẩn sẽ được chữa khỏi nhờ penicillin. Người bệnh sẽ không còn phải chịu cảnh đau đớn hay tử vong do vi khuẩn. Vậy là ước mơ lớn của đời mình đã thành sự thật. Trước những năm 1940, những người mắc các bệnh nhiễm khuẩn thường vô phương cứu chữa. Nhờ có penicillin, hàng triệu sinh mạng trên thế giới đã được cứu sống. Năm 1945, với phát minh ra penicillin,
giáo sư Alexander Fleming được tặng giải thưởng Nobel về y học cùng với Ernst Boris Jenn và Howard Walter Florey. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của bác sĩ người Anh Alexander Fleming, người đã đặt nền móng đầu tiên cho việc tìm ra penicillin, mở ra kỷ nguyên sử dụng kháng sinh trong y học. Viên uống Omega 369 Royan cho trái tim bền bỉ, do mắt sáng tinh anh. Royan nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sâm Phạc Ma. Vật nặng trên cánh cửa. Sao muộn rồi, ông vẫn còn chưa ngủ. Phải chăng ông lại buồn phiền chuyện gì sao? Ta đang có vài chuyện còn lấn cấn trong lòng. Trong đầu còn bận nhiều ưu tư nên không ngủ được. Bà cứ vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Một võ sư, một bậc thầy kiếm pháp như ông cũng có lúc phiền muộn trong lòng ư? Có chuyện gì ông cứ chia sẻ với tôi. Nếu tôi không giúp được thì ông cũng có một người để trút bầu tâm sự. Chẳng lẽ đến cả tôi ông cũng không thể kể được hay sao? Tôi với bà có ba cậu con trai, mỗi đứa một tính cách. Võ đường này và những đường kiếm pháp bí truyền phải truyền lại cho chúng. Ta muốn biết các con mình là những người cẩn trọng ra sao, có năng lực đối phó với những thử thách trong cuộc sống như thế nào. Ông quả là người lo nghĩ chu toàn. Chúng ta cũng đến tuổi về già, phải lui vào trong cho lũ trẻ kế thừa võ đường này. Nếu biết điểm mạnh, điểm yếu của từng đứa thì sẽ dạy bảo chúng được tốt hơn. Ý tôi cũng là vậy. Mình không thể theo sau chúng mãi được. Giờ chúng đã trưởng thành rồi, biết điểm yếu của từng đứa ở đâu để chúng tự sửa sai. Mình uống nắng cho chúng được chút nào hay chút ấy bà ạ. Vậy tại sao ông lại không đưa ra cho chúng một thử thách đặc biệt? Điều đó sẽ khiến ông nhìn ra năng lực và cách ứng biến của từng đứa. Thử thách đặc biệt ư? Đúng rồi, tại sao tôi chưa từng nghĩ đến nhỉ? Thử thách này sẽ giúp ta nhìn ra điểm mạnh cũng như nhược điểm của từng đứa, để giúp chúng có thể nhìn lại mà tự soi xét bản thân mình. Tuy nhiên, không thể để đứa nào biết trước được. Cho gọi cậu cả Hikoshiro, cậu hai Hikogoro và cậu út Hikoroku đến cho ta. Ngươi hãy bảo lần lượt từng người đến và nói rằng cha chúng có điều cần muốn nói. Vâng, thưa ông chủ, con đi ngay đây ạ. Cha có nói với ông là có chuyện gì không? Sao sáng nay cháu mới ở võ đường mà không thấy cha nói gì cả? Xưa nay ông chủ vốn là người cẩn trọng, những việc thế này tôi không rõ, thưa cậu chủ. Chà, lạ thật đấy. Chắc có chuyện gì quan trọng rồi nên cha mới gọi cháu về gấp thế này. Ôi, ông hãy cẩn thận. Trời mới mưa, đường còn trơn trượt đấy. Người già không cẩn thận để bị thương thì khó lành hơn nhiều so với bọn cháu. Dạ, cảm ơn cậu chủ. Người trong một nhà cả, ông cứ khách khí với tụi cháu quá. Cậu cả Hikoshiro đúng là người có tính cách hòa nhã dễ chịu. Xưa nay ai gặp cậu ấy cũng đều yêu mến cả. Đến người ở như mình, cậu ấy cũng đều kính trọng và cư xử phải phép lễ độ. Cậu cứ vào đi, ông chủ đang đợi cậu trong đó. Tôi xin phép đi trước ạ. Cánh cửa này bị kẹt rồi sao? Hôm nay nó lại nặng thế này. Ồ, thì ra là do vật nặng này đè lên. May quá, nếu mình không chú ý, suýt chút nữa nó đã rơi vào người mình rồi. Ai lại đặt nó ở đây thế nhỉ? Nếu ai đó đi ngang qua đây không biết, có phải là bị thương rồi không? Thưa cha, có một vật nặng trên cánh cửa khép hờ, để ở đó rất nguy hiểm. Ngay chỗ ra vào như thế. Cha đã biết điều đó rồi. Con hãy để vật đó lại chỗ cũ và ngồi đây uống trà với ta. Nhưng để làm gì thưa cha? Ngộ nhỡ ai không biết có thể gặp tai họa.
để con đem cất vật nặng này vào trong. Cứ làm như lời ta bảo, lát nữa con sẽ hiểu được ngụ ý của ta. Dân, thưa cha, sao tự dưng cha lại bảo mình làm thế nhỉ? Thật là khó hiểu quá. Hikogoro, cậu giỏi thật đấy. Quả thật hổ phụ sinh hổ tử, cậu thật xứng đáng là con trai của bậc thầy kiếm pháp Bokuden. Thân thủ của cậu ấy thật không chê được, nhanh nhẹn lại hoạt bát đáng gờm. Thưa cậu hai, ông chủ nói có việc gấp cần gặp cậu. Ngay bây giờ sao? Ông không thấy ta đang luyện kiếm ư? Có thể để lúc khác rồi ta tới không? Ông chủ nói nhất định cậu phải tới luôn bây giờ. Xin cậu đi theo tôi, nếu không ông chủ sẽ giận đấy cậu ạ. Được rồi, chúng ta đi. Vừa nãy ở võ đường thì cha không bảo gì, đang lúc bận việc thì lại tìm tới, phiền quá. Dạ, ông chủ chờ cậu ở trong ạ. Sao hôm nay cánh cửa phòng của cha lại khép hờ? Không giống như ngày thường, mỗi khi cha hãy đóng kín cửa để tĩnh tâm luyện tập cơ mà nhỉ. Cái cửa này làm sao mà nặng thế chứ? Ôi, vật gì thế kia? Hikogoro, em đến rồi ư? Thân thủ của em thật nhanh nhẹn và hoạt bát. Chỉ nhìn cách em khéo léo đỡ được vật từ trên rơi xuống là thấy dạo này em rất tiến bộ đấy. Cảm ơn anh. Anh cả cũng ở đây ư? Thưa cha, nhưng sao cha lại để vật nặng này trên cánh cửa? Nếu con không nhanh tay thì nó đã rơi dở mất rồi. Thằng bé có phản ứng thật mau lẹ, cũng được gọi là một ưu điểm của nó. Được rồi, con hãy để lại vật nặng của ta ở vị trí ban đầu, rồi cùng ta vào uống trà đi. Nhưng mà thưa cha, sao lại để vật nặng trên cao thế này? Nhỡ mà rơi trúng người khác. Con đừng nói gì cả, hãy làm theo lời ta bảo, lát nữa ta sẽ giải đáp thắc mắc cho các con. Sao hôm nay cha lạ thế nhỉ? Hình như chú Út Hikoroku đến rồi đó thưa cha. Hikoroku là người có tính cách bốc đồng nhất trong ba đứa. Song thằng bé luôn là người vui vẻ, dễ gần và được người khác yêu mến. Ta dành rất nhiều tình cảm cho người con út này, song cũng hết sức lo lắng cho nó. Sao cái cửa này nặng thế chứ? Thật là phiền toái. Hỏng lúc nào không hỏng, lại đúng lúc này chứ. Ta sẽ cho mày biết tay. Ôi! Khá lắm, chẳng uổng công ta đã dành bao tâm huyết để rèn giũa các con. Về các đường kiếm pháp, ta thật không có gì để phàn nàn về các con cả. Các con xứng đáng là con trai của bậc thầy kiếm pháp Bokuden ta. Tuy nhiên, hôm nay ta gọi các con đến là muốn kể cho các con nghe một chuyện. Thưa cha, có chuyện gì vậy ạ? Chuyện gì mà cha lại cho gọi ba đứa con đến gấp thế ạ? Chắc chắn là có liên quan đến vật nặng mà cha cố ý để trên cánh cửa kia đúng không ạ? Đúng vậy. Các con hãy nghe hết câu chuyện này đã. Đây chính là câu chuyện của bản thân ta từ nhiều năm về trước. Hồi đó, Bokuden ta có một cậu học trò rất nhanh nhẹn cả về tư duy lẫn hành động, và thường là người chiến thắng trong các cuộc thi. Tên cậu ấy là Hiro. Hiro, cậu thật sự giỏi quá. Những đường kiếm của cậu ấy gọn ghẽ nhưng đầy quy lực. Đúng vậy, chẳng ai trong chúng ta có thể đánh thắng được cậu ấy. Bảo sao thầy luôn khen ngợi và dành nhiều tình cảm yêu quý cho cậu ấy. Một hôm, khi đang đi trên đường, cậu học trò của ta đã nhìn thấy một con ngựa đang có dấu hiệu bồn chồn. Đó là một con ngựa hoang ở bên ven đường, không thấy chủ của nó đâu cả. Không biết ngựa của ai, hình như nó đang bồn chồn chuyện gì đó. Trông nó hình như không phải bị thương. Nó hung dữ lắm, đừng lại gần. Nó có thể tấn công lại chúng ta đấy. Không khéo lại gặp họa mất thôi. Con ngựa bị làm sao thế nhỉ? Trông nó có vẻ gì đó rất đáng sợ. Thử lại gần nó xem sao. Ngựa, mày sao thế? Có chuyện gì xảy ra với mày ư? Giỏi lắm cậu bé, thân thủ của cậu thật nhanh nhẹn.
Chỉ trong tích tắc, cậu ấy đã né được cú đá hiểm của con ngựa hung dữ ấy. Phải người khác thì cú đá của con ngựa có thể lấy mạng cậu rồi. Cậu giỏi lắm, đúng là người học võ công có khác. Đúng đó, nghe nói cậu ấy là học trò của bậc thầy kiếm pháp Bô Cư Đen. Chắc chắn sau này rất có tiền đồ. Đi đứng không nhìn thấy sao? Lấn hết sang đường của người khác rồi. Đứng tránh ra, ta còn có chuyện gấp vào gặp thầy Bô Cư Đen. Có chuyện gì mà sư huynh giỏi vậy? Đệ đâu có lấn đường của sư huynh đâu. Sư huynh phải để ý chứ, xô ngã người khác mà không một lời xin lỗi là sao? Huynh chẳng có phép tắc gì cả, cậy được thầy yêu mến nên không coi ai ra cái gì. Ta đang có việc gấp, đừng có nhiều lời. Nếu không lát nữa ta mách thầy là các ngươi sẽ bị phạt quỳ hết đấy. Hiro, có việc gì gấp mà con muốn thưa với ta? Thưa thầy, con vừa được rất nhiều người khen ở dưới chân núi. Mọi người nói con là người rất có tố chất và học hỏi được nhiều điều từ thầy. Con đã tung người tránh được cú đá rất hiểm từ con ngựa dữ dằn đó. Thầy có tự hào về con không ạ? Con có đáng khen không ạ? Con hãy ra sau nhà gánh cho ta 100 thùng nước, và khi nào nghĩ được sai lầm của mình thì mới được đến gặp ta. Thưa thầy, con không làm gì sai cả, sao thầy lại phạt con chứ? Con thấy mình chẳng có lỗi lầm gì hết để bị phạt nặng như thế. Hãy làm y như lời ta bảo, sai rành rành ra đó mà còn không nhận ư? Con không phục thưa thầy. Đến bao giờ con nhận ra lỗi lầm của mình thì hãy đến gặp ta. Thưa cha, cha thật không công bằng. Hiro có lỗi gì đâu mà cha lại trách phạt cậu ấy. Đáng lý ra sự nhanh nhẹn của cậu ấy phải được đánh giá cao chứ. Không phải cậu ấy còn mang danh tiếng của cha vang xa hơn ư? Con xin phép được hỏi cha thẳng thắn, tại sao cha lại phạt một người có kỹ năng giỏi như vậy? Có phải cha lo ngại cậu ta sẽ chiếm vị trí của mình không? Một người đàn ông không biết dự đoán nguy hiểm mà chỉ biết phản ứng khi nó đã xảy ra thì không xứng đáng là học trò của ta. Ta trách phạt thế còn nhẹ, nếu không ta đã đuổi cậu bé đi rồi. Nếu là người thông minh, cậu ta sẽ không đến gần con ngựa như vậy, phải không nào? Vậy ba con có hiểu ngụ ý của ta qua vật nặng trên cánh cửa kia không? Ta đã cho các con cùng một thử thách. Cánh cửa có vật nặng tượng trưng như một sự nguy hiểm trong cuộc sống. Rõ ràng các con đã nhận ra rằng nó có gì đó bất thường. Vậy mà chỉ có anh cả của các con là chịu dừng lại, mất chút thời gian để kiểm tra tình hình xung quanh. Còn Hikogoro và Hikoroku cũng nhận ra điều nguy hiểm tương tự, nhưng các con chẳng mãi mãi để ý mà cố tình bước vào không chút phòng bị. Quân tử là phải biết phòng thân. Sự nhanh nhẹn, hoạt bát sôi nổi là những đặc điểm tất yếu ở đa số người trẻ tuổi như hai đứa con. Song, nếu chỉ cậy vào tuổi trẻ và tài năng của mình mà quên đi sự cẩn trọng thì người ta rất dễ đưa mình vào nguy hiểm hoặc khiến bản thân bị thua thiệt, có phải không cha? Qua bài học hôm nay của cha, chúng con đã học được nhiều điều và sẽ sửa đổi để bản thân ngày một tốt hơn. Thử thách hôm nay đã giúp các con nhận ra được nhiều điều, phải không? Cha tin rằng các con sẽ nỗ lực sửa đổi mình ngày một tốt hơn để xứng đáng thay cha cai quản võ đường Bô Cư Đen ta. Vâng, thưa cha. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.